Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn mình khám phá tự game đầu tiên nha. Ôm đúng rồi, let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa thứ hai, Friday Zone 13. Let's go. Thank you.
Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Monterey. Let's go. Ok, và tự lần này thì các bạn phải tìm cách để thoát ra khỏi ngôi nhà này. So, let's go. Góc nhìn thứ nhất, chơi nó sẽ khó hơn góc nhìn thứ ba. Và các bạn sẽ lắp hai mảnh ghép này vào. Từ đó các bạn sẽ có một chiếc chìa khóa quay cây. Ok. Audi. Mình sẽ xem anh ta đang đâu. Đây anh ta đây. Không thể nào chạy nổi, tài thật. Rồi ok, không sao. Các bạn sẽ có tất cả là 5 mạng. Let's go. Oh my god. So let's go. Một chiếc quai cây nữa. Mình sẽ thử ông ta ra đây. Thank you.
Ok, đã thành công. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư, Dispatch 2. Đó là mã số để mở két. Rồi, mình sẽ mở luôn. Một khẩu súng, ok. Một quả bóng. Năm rồi, 3845. Ok, mình tìm được chuẩn luôn cái đó. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo, Medium.
phải đào lắp map này. Vừa có đào được không? Anh này bị lỗi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Assassin. Start game. Ở đây thì các bạn sẽ phải tiêu diệt 6 đối tượng này. Chạy luôn. Wow wow, đang bị phát hiện rồi. Ok. Let's go. Mỗi người một lời. Wow. Oh my God. Oh my God. Wow. Đi luôn.
chuồn luôn rồi. Ok. Tiếp tục là level 153. Đi này giết anh chàng này luôn. Let's go. Tiếp tục. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Ice Cream 3. Tốc độ chuột khá là chậm. Mong sao từ game này sửa bản lỗi này đi. Khá là chậm rồi. Nếu đi thẳng rất là chậm các bạn nhé. Không sao. Các bạn có một món đồ gì trên tay thì các bạn sẽ không phải sợ ông ta làm gì cả. Xung quanh xung tâm. Đi chéo này thì nó nhanh hơn một chút này. Đó, các bạn nghe tiếng chân nó nhanh hơn. Nếu đi thẳng rất chậm luôn. Để mình bắt buộc phải đi chéo. Let's go. So, ok, let's go. Ở đây thì sẽ có một chiếc xe. Mình sẽ xem ông ta đang đâu. Ông ta đang lên đây. Let's go, let's go. Sau đó thì mình sẽ đi xuống xe. Camping. Sẽ đào vào cái lỗ kia. Trong cái lỗ đó thì sẽ có một chiếc chìa khóa. Oh my god.
bạn phải tìm được 4 con ngựa này. Thì lắp vào cái này thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để cứu thoát một anh chàng đang bị rốt ở trên xe thế này. Ở đây thì các bạn sẽ gọi một cô gái đang trốn ở trong đám cỏ này. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh, it is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Rồi, sau đó sẽ dẫn cô gái về xe. Tốc độ chuột này khá là chậm, cho nên nếu mà để vượt qua tựa game này khá là lâu. Không biết là của mình là do lỗi iPad hay là do lỗi tựa game này nó không phù hợp với iPad này. Nếu bình thường thì mình đã qua chỗ này lâu rồi. Rồi, và mình sẽ chở cô gái này lên xe. Let's go. Sau đó các bạn sẽ di chuyển đến Metro Station. Ở Metro Station này thì sẽ có 3 bộ món đồ tất cả. Các bạn sẽ lấy thứ nhất đó là một cái trượt. Gọi là trượt gì trên gần như là patin. Và cái thứ hai đó là một con ngựa. 4 món đồ, một con ngựa. Và thứ ba đó là một đôi giày. Cái thứ tư là một chiếc mũ. Và 4 cái này các bạn sẽ mang vào xe. 359, các bạn sẽ chuyển sang đường tàu đi đường này. Ok, rồi vậy và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đây. Còn đây. Let's go. Let's go, tiếp tục nào.
Hide and seek. Này là cái gì nhỉ? Play hockey. Đó là một cái chiếc chìa khóa này các bạn sẽ mở ở ngôi nhà nhỏ này. Ok. Sau đó thì mình sẽ tìm. Đi luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.